dưỡng cha mẹ như Phương Đông. Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ giữ gìn, à, gìn giữ gia đình và truyền thống, tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tư. Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Như vậy, ở đây Đức Phật khuyến khích con cái làm tang lễ cho cha mẹ sau khi qua đời. Chứ không phải chỉ xử lý chôn hoặc thiêu rồi tổ chức cúng dường ca tăng hồi hướng phước là đủ xin sư giải thích thêm để con được rõ chỗ này. Uhm, cái vấn đề ở đây là bản dịch bị sai. Cái dòng mà quý vị nói là cha mẹ qua đời đấy. Uh, cái dòng mà quý vị kêu là khi mà cha mẹ qua đời làm phước hội uh, khi cha mẹ qua đời làm uh, làm tăng lễ đó uh, làm tăng làm tăng lễ thì nó là như thế này cái bản bản bali uh, tức là khi sau khi mà cha mẹ đã đã chết sau khi cha mẹ đã chết thì đắc khi năng đắc khi năng anupadasamiti có nghĩa là ta sẽ ta sẽ uh, làm phước hồi hướng để cúng dường cho làm phước cúng dường để hồi hướng đến cha mẹ thì cái đất khí ná này đó đắc khí ná này ở đây có nghĩa là gì đất khí ná là một dạng bố thí cúng dường của người uh, Ấn Độ vào thời xưa tức là họ làm một cái buổi uh, mình tạm gọi giống như bây giờ cho tăng bây giờ đó tức là mời những cái bậc mà có đức hạnh đến nhà sau đó uh, cúng dường một cái bữa ăn đấy cúng dường bữa ăn uh, cho các vị đó và lấy cái phước đó đó để hồi hướng có thể là hồi hướng cho chính mình nguyện cái gì đó hoặc là hồi hướng cho một ai đó thì trong trường hợp này là hồi hướng phước Cho cha mẹ đã quá bản. À, ở đây thì sư đưa ra thêm Cũng cái dòng này Nếu mà quý vị chịu khó Đây nè Sư copy Sư mở Mở cái bản, 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 bản cái, cái Cái bản uh, Tiếng Trung Bản dịch Bản dịch tiếng Bản dịch tiếng Trung Bản dịch tiếng Trung Thì họ dịch Cái đoạn này là như thế này Tức là vụ mẫu tử hậu ngã tương thí giữ cung dưỡng có nghĩa là sau khi cha mẹ qua đời ta sẽ đem bố thí để hồi hướng ừ. còn cái bản tiếng Anh bản tiếng Anh cái đoạn này dịch là như sau when they have passed away I take an offering for their behalf tức là sau khi mà họ qua đời đó thì ta sẽ bố thí cúng dường để cho họ ha. nhân danh họ. Rồi nếu như mà quý vị nói là ông sư hành tuệ ông học bali tới đâu ông biết bali tới đâu mà ông bị đặt ông khi sư diệt tổ ông ờ, phạm thượng dĩ hạ phạm thượng ờ, bản dịch của các tiền bối mà ông dám mạnh miệng ông kêu là các nhà dịch sai thì Ờ, quý vị làm ơn copy cái đoạn này, copy đoạn này tìm một vị nào đó biết Bali ha, đừng có nói gì hết, đừng có nói là cái đoạn này ở trong kinh giáo thoại thì là la việt, à, đừng có nói chỗ này ngày minh châu dịch thế này thế kia, đừng nói gì hết ha, cứ đem nguyên cái đoạn này, đem hỏi các vị đó, đem hỏi các vị đó, ờ, nếu mà không tin ông sư hành tuệ thì cứ đem cái đoạn này ha, đem đoạn này hỏi các vị đó, ờ, hỏi rất là nhẹ nhàng, ờ, thư sư Ờ, cái cái đoạn Bali này đó ờ, dịch như thế nào nó được được cứ nhắc được cứ nhắc người này dịch người kia dịch nha được cứ nhắc tại vì nhắc thì có khi người ta sợ bị chụp cái mũ là vĩ hạ phạm thượng đó ờ, thành ra là người ta sẽ không có dịch nha thành ra là cứ để nguyên cái đoạn Bali này đưa lên đưa lên hỏi coi coi là các vị đã dịch như thế nào đó ừ thành ra à, cái chỗ này á, là ngay cái, cái dòng cuối cùng này sư không hiểu sư không hiểu là uh, sau này uh, qua các cái bản uh, tái bản rồi vị này vị kia là tự ý chỉnh sửa hay là bản gốc là đã dịch sai thì sư không biết nhưng nói chung là cái dòng mà tôi sẽ làm tăng lễ khi cha mẹ qua đời cái chỗ này là dịch sai nha